kết hợp những ưu điểm vượt trội nhất của bộ máy automatic và quát đồng hồ seiko kinetic là công nghệ độc quyền của seiko có khả năng biến chuyển động cánh tay thành điện năng để đồng hồ hoạt động với phát minh bộ máy kinetic chiếc đồng hồ có thể chuyển đổi động năng thành điện năng cho sự hoạt động đây cũng là phát minh đầu tiên trên thế giới trong lĩnh vực đồng hồ đeo tay bởi vậy dòng kinetic của nhà Seiko luôn được săn đón nhiệt tình nên top 20 đồng hồ Seiko kinetic size 36mm hàng second hand sẽ không làm bạn thất vọng. Thương hiệu Seiko, Seiko ra đời từ năm 1882 cho đến nay khẳng định vị thế và biến mình thành nhãn hiệu đồng hồ số 1 tại Nhật Bản. Đồng hồ Seiko nổi tiếng với thiết kế sang trọng, tinh tế với mức giá cực kỳ hợp lý. Kể từ khi thành lập đến nay, thương hiệu này đã được giữ vững trong ngành chế công nghiệp điện tử trên toàn thế giới. Và giờ đây họ tiếp tục phát triển thương hiệu với việc chế tác đồng hồ thời trang, dấu lớn dấu lớn mua búp bê Otafuku Nhật Bản hàng hiếm ở đâu tại Việt Nam, các dòng đồng hồ Seiko Kinetic, Seiko Kinetic Red, sản phẩm chỉ có duy nhất tính năng kiểm tra năng lượng hiện có, chưa được nâng cấp thêm bất kỳ tính năng nào khác. Seiko Kinetic Chronograph, sản phẩm có chức năng bấm giờ thể thao, Seiko Kinetic Perpetual, sản phẩm cho phép chỉnh giờ, chỉnh lịch một cách tự động, chính xác, Seiko Kinetic Direct Drive, sản phẩm có khả năng hiển thị năng lượng hiện có, nạp năng lượng bằng cách vặn núm, hiển thị thời gian hoạt động khi năng lượng được nạp đầy cho đến khi hết thời gian sử dụng, cỗ máy Kinetic với nguyên lý hoạt động độc đáo với cơ chế hoạt động kết hợp giữa hai bộ máy automatic và pin thạch anh, bộ máy kinetic tạo năng lượng bằng hai cách chuyển động bánh đà bên trong bộ máy tạo năng lượng. Bạn chỉ cần cử động cánh tay cũng có thể tạo ra năng lượng cho sự hoạt động của bộ máy, lấy pin dự trữ duy trì hoạt động. Nếu bạn không sử dụng đồng hồ trong thời gian dài, khi đeo trở lại đồng hồ vẫn hoạt động bình thường mà không phải chỉnh giờ. Thời gian pin dự trữ có thể kéo dài tới 6 tháng. Cỗ máy Seiko Kinetic Auto Relay và Kinetic Perpetual có thể kéo dài thời gian này lên đến 4 năm từ ngày bắt đầu không sử dụng. Top 20 đồng hồ Seiko Kinetic Size 36mm hàng second hand bạn không nên bỏ lỡ. Đồng hồ Seiko Seiko Kinetic Kinetic Ma SP-M514111284, đồng hồ Kinetic Watt AS987 Ma SP-N1006362053, đồng hồ Seiko Seiko Kinetic Kinetic Watt Nam SAN 045 p 2 Ma SP q 465857713 đồng hồ Seiko Kinetic Kinetic SAN054P1 mã SP, D1006128748, đồng hồ Seiko Seiko Premier Kinetic Kinetic Analog mã SP, m đồng hồ Seiko Kinetic Actor Jockey Sách Design 5M42 đến 0 nhân 10 mũ 40 Re Re Watt Watt Seiko mã SP, d đồng hồ Seiko Sus Kinetic Blue Steam mã SP, v 0408 đồng hồ Seiko Kinetic Seiko Kinetic 5M814 đến 0 AB 0 mã SP 1000910129 đồng hồ Seiko Prospect Kinetic cmtsun 045 mã SP 1 tỷ 0 trăm 1 triệu 394 789, đồng hồ Seiko Seiko Kinetic Kinetic Quad 5 061P 1 mã SP.

Seiko Kinetic Kinetic Quad Nam SAN 049 p 1 mã SP C915612223, đồng hồ Seiko Psycho Seiko Kinetic Kinetic Quad Nam SAN 051 p 1 mã SP B555270291, đồng hồ Seiko Kinetic Kinetic SAN 062 p 1 mã SP R1006400805, đồng hồ Seiko Seiko Kinetic Kinetic Direct Drive Veratula Quadman SAS 015 p 1 mã SPM năm nghìn một đồng hồ Quad Drive Kinetic chính hãng Seiko mã sp một nghìn đồng hồ Seiko Seiko Premier Premier Kinetic Kinetic Perpetual mã SPM một nghìn đồng hồ Seiko Seiko SPO Kinetic Perpetual Spottura Kinetic Perpetuo Calendar SNP087P1 mã SPQ1002417919, mua đồng hồ Seiko Kinetic size 36mm hàng second hand ở đâu chính hãng? Shop Nhật Việt chuyên cung cấp dịch vụ order, mua hộ đồng hồ Seiko Kinetic size 36mm hàng second hand của Nhật giá rẻ, uy tín. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và mua hàng nhanh chóng với giá tốt nhất. Toàn bộ sản phẩm được shop Nhật Việt mang về từ Nhật có bưu chính hãng nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm đặt mua. Chúng tôi phân phối xỉ và lẻ trên toàn quốc đảm bảo chất lượng tốt. Với giá ưu đãi, có hệ thống giao hàng tận nơi, thanh toán trực tiếp và được kiểm tra trước khi nhận. Chi tiết liên hệ 0983 1315.28 để tham khảo giá và đặt hàng nhanh nhất.